Siêu phẩm máy lọc không khí Daikin MCK55Y 2022 hàng Đức đấu giá mới tầm 99% mọi người này. Ok, chào mọi người nhé. Thì buổi chiều hôm nay em lại vừa cập bến một con máy lọc không khí này. Con này là Daikin M55Y mọi người nhé, MCK55Y 2022 hàng Đức đấu giá mọi người nhé. Đấy, hàng thì cực kỳ là mới luôn. Đây em đang quay góc nghiêng cho mọi người này. Con này các bác là màu nâu mọi người nhé. Con này thì soi gương thoải mái. Đấy, em đang quay như này là các bác biết là nó gần như không có vết xước gì luôn mọi người nhé. Đấy ạ. Đây, nói chung là hàng lướt đấu giá thì các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Cực kỳ là mới luôn, gần như không có vết xước nào ạ. Em đang quay góc nghiêng cho mọi người này. Nói chung là quá mới luôn mọi người nhé. Đấy. Đấy. Đây là mặt bên mọi người nhé. Mặt trên này. Đấy, mặt bên này. Đấy mọi người nhé. Gần như không có vết xước nào luôn. Ok, con này mang chưa dùng. Mang chưa dùng. Mang chưa dùng. Đấy, em phải nhấn mạnh như thế mọi người nhé. Đấy, màng trắng tinh hai mặt này. Đấy, màng chưa dùng mọi người nhé. Nói chung là những cái con này ấy thì nó thật các bác luôn là ở Hà Nội này không có nhiều người có. Em đấu từng con một thôi mọi người ạ. Đấy, lựa từng con một. Các bác cứ đi tìm thoải mái. Hôm qua con nọ con bác bảo là bên bạn bán không thì bên khác bán, nhưng mà nó thật các bác cứ đi tìm thoải mái. Rồi ok ạ, đây ạ. Đây là cái thông số con này nhá. MCK55Y này, date 2022 này, công suất là 70W mọi người nhá. Đấy. Các bác cứ tìm thoải mái, không có nhiều người có như này các bạn. Em là em đi lựa rất là kỹ luôn mọi người nhá. Rồi ok ạ. Bác nào có nhu cầu về con này liên hệ bên em. Con này thì lọc không khí kiêm bùa, công nghệ diệt khuẩn kép. Đấy, đời mới nhất bây giờ, chạy siêu êm, lông quạt, tiết kiệm điện DC. Đấy, rồi bác nào có nhu cầu liên hệ bên em nhá. Một chiếc duy nhất vừa cập bến.